Ok. Được luôn rồi nhá mọi người. Đây, đúng rồi. Ê. Được rồi, to nhỉ con này. Con này chắc phải cân 3. Cần ba đấy. Sau phết đấy. Chui cả người vào đấy mọi người ạ. À, đảo ấy Đảo á? đang bảo tố là sao ấy, Nó kìa, nó kìa mọi người. Thấy không? Ui, to nhỉ, con này to ấy. To. To Bật cái đèn cho mới thấy rõ tí. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì hai anh em à nhà em lại đi à, đào rúi các bác ạ. Vừa mới à, tìm thấy một tổ, bây giờ đang chuẩn bị đào. Nó đang bới bới một tí đây. Đây. Đánh đất nó đi. Giờ mới chuẩn bị đào thôi. Cũng hy vọng là nó ở nong nong để còn đào ré một tí. Chứ sâu quá thì cũng mệt. Tổ đấy. Đến tổ rồi. Đây cái tổ nó đấy. Ồ. Đến tổ nó rồi nhỉ. Lá mới nữa. Ừ. Bây giờ đến tổ nó xem kia có thấy cái lỗ của nó đi Nó về đi hướng sang nào, bên đi sang bên kia. Cái tin nhắn kia. này. Chút nữa. Cái lỗ nó đi hướng nào ấy? Sang bên kia à? Bên kia. Thế chắc thì phải đào bên kia nhỉ? Tí chọc que xong mới đi xa thì đào bên kia. Tìm Chọc que trong chọc này đi. mà. Cái cây lá rong ấy. À, cái lô của nó đi sang bên kia mọi người ạ. Anh qua bên này đấy. Chọc thử xem. Người đâu rồi? Sang bên kia rồi. Bên này á? Ờ. Qua bên này. Sang đúng bên anh ấy. À, đến Quê chỗ nào không đến ấy, chọc không đến. chân anh không? Liệu ấy. Đến lại không, cái quê này chọc không đến. Chắc là đón đầu bên kia thôi. Ừ, thế đó, đó bên này Đào bên kia, đón đầu, đào đuổi này, không biết là mới đào đuổi. ừ. Đạo đây cho cháu ở đây. Nấy đảo bên kia mà cái hàng nó lỗ nó chui sang tận tít bên này, đào một hồi mệt hết rồi mà chưa thấy nữa, bây giờ đào thông cái hàng nó rồi nhưng mà vẫn chưa thấy. Đây cái lỗ của nó chui ra đây ra này, từ bên kia nó chạy qua đây rồi lại chui vào trong, chả biết là nó đi tận đâu nữa. Mệt. Lỗ của nó hình như còn cong sang bên kia nữa là sao ấy. Nhưng con công sang bên kia. Mệt nhỉ. Mệt lắm, mệt đau. Bỏ đi. Chưa đến nơi rồi. Chưa thấy thì con này thì không biết là có được không đấy. Đau thôi. Ừ. Cái gì đấy? Mệt chưa? Để anh đào tí. Nghe Duy đào chưa? Chưa nghe, không biết là thấy đào không? Hả? Chưa Chưa nghe nghe? đâu, nghe thôi. Ờ. Nghe thôi chứ nào. Sau phết rồi đấy. Chui cả người vào ấy mọi người ạ. À, đào ấy. Đào á? Đang bảo tố là sao ấy, À. ẩm ẩm ấy. Sâu phết rồi. Toàn thế đói rồi anh. Thế đói Nói lắm không? rồi. Thằng này không mang cái gì theo đâu. Đi. Ôi. Lấy cái lỗ đây này mọi người ơi. Cái lỗ trong này. à?
Đấy, quên vừa nãy chọc chọc xuống quên đi đâu. Chồng tối on. Chọc thử xem nó bị phương nào. Con không chết rồi. Hả? Con không bên kia rồi. Cái lo nó ở con sông bên này. Ui. Con sông bên này. Thì lấy cây đo cho nó đi về hướng nào. Cái lỗ của nó là phải nếu đo là đo tận trong đi, còn bên này này. Ui. Thế phải đào bên này thôi. Đào bên kia đi thôi à? Ừ, đào bên này thôi chứ. Đuổi bên này đi sợ lâu quá này. Nếu đào bên này đi á, phải đào từ đây đi nữa, sang bên kia nữa. Đây đào khó. Dưới này còn đá. Anh ngó phát xem nào. Xem nó đào theo hay là đào à. Ý. Tí vào trong rồi. Cùng sang bên kia rồi. Ừ. Cái này chắc phải đào bên kia thôi. Đào bên kia thôi. Mọi người, cái lúc nãy đào bên này nhưng mà cái hàng nó sang bên kia, xong bây giờ đang đào bên kia. Đấy. Trong này cũng đào đi sâu lắm rồi mà. Là sang bên kia bác hai anh em phải đào một tiến bên này nữa này. Cái đống đất nó nhiều. Nhiều lắm. Đất đổ nhiều đào thật. Được hay không đây? Đất kia đào cả một đống đất rồi. Còn ra đào đi 30 phút mà vẫn chưa thấy. Trời, hình xong mưa không phải chứ. Có mưa nhỉ. Nó báo không mưa đâu. Thời tiết thì nó thế nhưng mà ai biết được. Nó đi vào trong đấy à? Đi vào tận trong kia kìa. Nãy lấy cây chọc thử bên kia thì cái lỗ của nó sang bên này. Làm hai anh em lại một phe mệt bên này. Cũng đào à. Gần cao bằng người rồi. Mà vẫn chưa thấy nữa. Khổ à. Bảo sao mưa mà còn nắng đây đấy. Kiểu nắng này chắc là nắng để mưa thôi. Nóng thế này. Ủa sao nó mở thế nhỉ? Kiểu nắng này chắc là nắng mưa thôi. Nóng ạ. Biết là cái đào này đi theo hay là còn hạ lên xuống nữa. Chắc phải hạ một tí nữa đấy nhỉ. Nắng này xuống nào. Chưa thấy gì nữa. Đóng đất thì được cả một đống rồi. Đây, cho mọi người nhìn lại từ cái chỗ mà nó, cái chỗ mà bắt đầu đuổi theo nó này. Từ đây. Mới đầu là đào đây. Chọc cây thì nó ở sang bên kia. Xong lại ra đảo đây. Đảo đây đi gió là sâu vào trong rồi mà. Nó lại sao bên kia nữa. Đảo bên này đón nữa. Vẫn chưa thấy gì. Đất thì được một đống rồi. Chưa thấy gì thôi. Mệt chưa anh đào tí? Gần đến chưa liệu ơi. Vừa nãy nghe thấy nó đào nhưng mà nó đào bên kia là nó đào trốn thôi. Lúc nó còn đào thì lúc đấy nó mới ở im này. Ôi, mệt quá. Nhiều cực kỳ luôn. Đất nhiều. Giờ còn lười. Lười với cả đất lên rồi. Đất cứ bỏ đây tí đã. Bỏ đây thôi. Mệt quá. Chắc cũng gần đến rồi đấy. Ừ.
Mệt. Thế nó bị lố rồi. Bị lố hả? Bị lố thì chắc không còn ở xa đâu. Bịch rồi. Bịch rồi. Ừ. Bên này rồi. Thế thì còn gần thế rồi. Chọc. Chọc lên thùng không nhá. Ờ. Thùng không? Thùng không? Không thùng à? Thấy dưới chưa? Thấy đất động động ấy. Đất động động à? Ừ, đất ra đấy rồi. Thế ở đấy rồi. Nhưng không biết được. Còn cho nó nóng. Thử xem. Thử xem gần đấy chưa? Mọi người ạ. Gần đấy rồi. Thấy thấy dưới rồi. Khả năng là tí nữa là bắt được ấy. Ôi dồi ôi, cái đống đất này nhiều mà. Bên kia một đống à. Bên này một đống. Thế mà giờ mới thấy. Hơn 12 giờ, 1 giờ đến nơi rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Thấy rồi. Thấy cái đầu nó rồi. Thấy đầu. Tóm luôn nhỉ. Tóm luôn thôi, nhưng mà không biết là gì mới tóm được ra đây. Chắc phải đào to tí nhỉ. Đào to. Sao rồi. Chứ biết phải lấy cái gì đâu. Nó kìa. Nó kìa, nó là đất kìa. Nó kìa mọi người. Thấy không? Ui giời, to nhỉ, con này to ấy. To. Bật cái đèn cho mới thấy rõ tí. Rồi bên đất đi. Bắt kiểu gì được đi. Ui. Nhìn nó dễ thương. Đào đất đấy. Bắt kiểu gì đây. Chắc phải đào một tí nhỉ. Đào to nó, cái lỗ nó to tí. Ui, nó kìa, nó kìa. Nó kìa. Bắt lấy không nhỉ? Bắt rồi, bắt rồi. Ui, nó sắp chảy ra. Chảy ra kìa. Cẩn thận nha, cẩn thận. Dạ, dạ, dạ. Chỗ này có đá nó không đào được đi. Mà nó thò đầu ra ngoài không biết bắt kiểu gì được nhỉ. Cẩn thận nhé mọi người ạ. Bây giờ thì chắc chắn là bắt được rồi. Thế nó ở ngay đây. Nó đào đi vướng đá xong là nó không đào được đi nữa. Cẩn thận, cẩn thận. Yeah, yeah. Ôi ok ok. Được luôn rồi nhá mọi người. Được rồi. Ê, được rồi. To nhỉ con này. Con này chắc phải cân 3. Cần 3 đấy. Còn được đấy. Còn được à? Ừ. Đấy, làm hai anh em mà đào à. Từ 9 giờ đến 1 giờ mới được cái con này này. To, to phết đấy. Ôi. Bây giờ thì dưới cũng được rồi, mình xin tạm dừng video nhá. Mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký, like và chia sẻ nha. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.